hình như là có cá mắc rồi đây các bạn này. Mình chỉ bắt những ít cá về để cho rùa nó ăn thôi. À đây, ui giếc ngon chứ này. Ui đây không phải là giếc, đây là con cá gì nhỉ? Con cá vàn, cá vàn. Ui, những con cá này rất chỉ là ngon. Vừa tra xong quanh về đằng kia, quay ra đằng này cái đã có cá dính rồi. Thế này mà mình lấy lưới mình kéo nhỉ. Lấy lưới kéo. Khả năng mình mượn anh Hiệp cái lưới to. Kéo vào đây. Biết đâu kiếm ăn được. Alo. Alo. Dạy mượn cuốn lưới. Mình đã xuống nhà anh Hiệp rồi các bạn. Mình mượn anh Hiệp cái lưới tép để mình đi mình kéo. Hôm nay trời đang mưa, kéo lưới tép khả năng là được nhiều nhiều và mình cất một chỗ. Chứ không thì mưa nước nó lên xong mình kéo lưới nó khó. Mượn lưới tí. Trời đang sấm khá chi là to. Bây giờ thì có lưới rồi, mình sẽ kéo thử cái thùng này trước. Cái thùng này hơi sâu, khả năng kéo là nó sẽ không được cá cao. Thế nhưng mà mình vẫn muốn kéo nhé, bởi vì cái thùng này là cũng bỏ lâu, khá lâu rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo theo cái lõng này về đằng kia. Dồn hết phần đỏ. Ôi không được con nào to, toàn cá nhỏ thôi. Wow. Ngon đấy. Đây là một mẻ này. Rồi. Thao cá cho chim rồi. Đấy. Ngon chưa? Cái tép này mà về mà dán vàng lên rồi là sau cho vào kho tương, ngon lắm. Ui toàn cá một loại thôi. Ôi, chỉ một loại cá này đấy nhỉ. Đây ở quê mình gọi là tép dầu dầu. Ngon quá. Nhìn thích nhỉ. Bây giờ lại làm thêm một mẻ nữa. Vừa ở từ cái thùng đằng kia, mình với đại gia để kéo lưới lốt cái thùng này. Kéo xong cái thùng này là chim tha hồ cá ăn rồi. Muốn kéo được cái thùng này thì mình phải nhấc cái lấm lưới mà mình vừa tra nó lấy lên. Đây, cái lấm lưới này mình tra nhưng mà dọn bể nhiều quá. Mình nghĩ là sẽ không có con gì đâu. À đây đây, có con chạy đây. Chả biết dọn bể hay con gì vừa chạy như thật. Lấm lưới này rách thì chắc là hôm nay mình cũng mang về xong mình bỏ nó đi. Dọn bể đấy. Ui con chép hồng. Ui được con chép hồng này. Ôi ôi. Ui ui. Được một con chép hồng. Ở đây cứ tưởng không có gì cơ lại được con chép hồng ấy. Con này về gỡ ra. Thả ao. Con này cũng mới mắc thôi. May quá chưa chết. Lưới chắc là mình xé bỏ đi thôi. Để cứu con cá này. Con này là con chép hồng. Này. Con này xem có chỗ nào có nước để rộng được anh nhỉ. Hay cho đi nước vào đây được. À, cũng được, cũng được. Cho tạm đi. Thế đại múc ít nước vào đây. Này. Trông như con giếc ấy. Đây. Ít quá, cho thêm vào. Hy vọng là nó sẽ không chết. Con cá này nhìn đẹp mà nó khỏe chứ. Đấy. Rồi, cái lấm lưới này để đây xong mình tìm chỗ mình vứt đi. Bây giờ hai anh em lại tiếp tục kéo. Đấy, cá đấy. Ôi Vũng Châu Đầm hóa ra lại có cá chứ. Đây này. Về đằng cuối đây này. Chưa được, sẵn bún nó rồi. Ui ôi. Lại nhiều ấy chứ nè.
Ui ui. Đâm này nhiều. Ui. Trời sắp mưa đại, rút rút đây đây để anh gặp đây này. Đấy, chú đứng hẳn xuống nước đi, đứng hẳn xuống nước. Đấy. Bây giờ chú cầm ra tận đằng kia. Hai anh em trao. Trao thằng này. Đấy. Đấy. Chú máy ơi. Vũng Châu Đầm có cá rồi. Đấy, ui. Gãy chứ đừng đùa. Trời. Được chưa? Thế thôi, lên đây. Kiếm chỗ nào rộng rộng để đổ hẳn ra ngoài. Đâu nhỉ, chỗ nào rộng nhỉ? Đây, đây. Cái hố này luôn. Cái hố này á. Rồi đại cởi ra, cởi ra. Ui, dọn bể nhiều lắm. Nhiều dọn bể nhưng mà mình nhìn thấy có con gáy nào ổn rồi. Đây, đây, cởi ra đã. Đây, con gáy này cởi. Ui, con gáy này người nó vuông đét. Đã thật đi chị nị. Có chỗ nào là không có cỏ thì sẽ trước nhặt dễ. Ôi, cái miệng túi này không cởi ra. Đây. Ui, toàn cá sộp, à quên, toàn cá dọn bể thôi, may quá được một con chép. Đây. Ui, chà chà, sao con chép này nó lại vuông đét này nhỉ? Đây cơ, con chép vuông đét luôn. Ui, ngon đấy. Đây, đây, nhặt đi, thế này thì có lấm tép nhỏ này lẫn với bọn cá này thì nhặt kiểu gì giờ ta? Đây được một con sộp này. Đây, nhặt hết ra đây này. Nhặt ra ngoài này. Để mang thau ra ngoài này đựng là sau mình cũng kiếm chỗ nào xem kéo được thêm ít nữa không. Đây mấy con dưng này, mấy con dưng này mà giữ sống được khá hào đẹp này. Đây, đây. Ui, đẹp quá. Trời, bóng rùi quá. Chú Phi này. Đây, đây. Để mình kiếm chỗ nào mình lấy nước mình đựng. Đựng cá không chết mất, mấy con cá mình cần giữ chết mất. Rồi ok, cái con dưng này chết mất rồi. Đẹp thêm sao, vào đây nó gần chết mất rồi. Sạc buồn. Sộp này. Nhặt được con cá này vào này, có cả tôm. Nhặt ra đi để anh ra anh rửa cái lớp lưới này. Cố gắng giữ làm sao cho cái dịch chỉ nó phình đất ấy thì là cá nó không thoát ra được. Đấy, cá nhảy. Ngồi hẳn trên cao. Ôi. Đây này, hình như ở đây không có hay sao. Thấy im lắng lắm. À đây đây, ui Sophie, Sophie. Cũng có đôi con Sophie. Ôi. Đây. Có hay không là ở cuối này biết. Ôi. Nhiều Sophie dẫy lắm. Mình đoán chỉ là rô phi thôi, nhưng mình nghĩ là không có cá chép đâu. Nhưng mà nhiều. Ui, toàn rô phi thôi. Nãy như vừa lấy đại, nãy trao trao như vừa lấy. Chú này, chú này. Ôi ôi, cứt bò, cứt trâu. Lặng người cứt trâu quá. Ôi, đây là cái vũng Châu Đầm đấy các bạn. Ui. À, thôi rồi, cho lên. Thôi người này anh. Ngửi no mùi cứt trâu. Đây, đổ đây. Đại tháo ra. Dọn bể nhiều, rô phi nhiều. Nhưng mà à đây được con ếch này. Đây con ếch vừa nhảy đây. Đổ ra lần này là phải để ý con ếch này. Túm ngay con ếch này. Đổ con ếch trước đây. Không không cần, cứ đổ ra đi. Túm cùng nó mà, sống đi thôi. Đổ dưới cái đây cho nó khỏi dính ở cỏ trong nhặt như vậy. Ôi ôi, cứt bò. Ôi ôi, vàng ươm. À, con chê này, chê ta này, dô ta này. Wow. Ui, con chê vàng khe này. Ừ, là hai con chê vàng. Ui ui, phân bò. Ui ui, con gì đây? Kê con ếch này. Vô vô vô. Đây con chê này các bạn. À, con sộp. Con sộp, cứ tưởng con chê cơ. Được hai con chê. Đây. Nhưng mà nhiều phân bò quá. Thối quá. Ôi ôi. Ôi, hot kiểu gì mà toàn phân bò này.
À, phân trâu, trâu nó đằm ở đây. Đây, cái mẻ này được nhiều rô ta này. Mấy con rô tàn rô ngon thôi. Để lấy chỗ đấy, lấy thau ấy. Ừ, lấy thau đây. Ngon quá. À quên, được nhiều cá ngon quá. Chết, đứng giữa bãi phân trâu lại hô ngon quá. Chết, tôi không cái gì này. Được nhiều rô ta lắm. Hợp lý thế nhỉ. Thôi để cho mấy con dọn bẻ này nó cày cái đấu phân này cho nó bắn con dọn bẻ ra ngoài. Sau mình nhỉ, đợi đại gia mang thau ở đây cho mình nhặt mấy cái con đấy này. Con cá trắng này. Thối quá. Ôi, con này chạy nhanh quá. Ôi. Đây con chê đây, con chê vàng đẹp quá như này. Ngon thế. Béo lú. Đây, đại nhặt mấy con chê vào trước đi. Con chê nó cựa khỏe hơn. Đấy, cá này có con xấu không? Cá vô trong có mấy con nhảy ra hả? Nhảy ra ngoài á? À, chắc anh cho nước đầy quá. Đây, sộp này. Chê ta này. Dô ta này. Ui dồi, cháu chào chú. Cứt bò nhiều thế. Ừ. Ui dồi, dô ta to thế này. Đây. Cứt bò thì lấy chân đá. Ui dồi. Biết đâu ở trong này có con gì nữa không? Rô phi nhặt vào. Cái con sộp nó khỏe thật. Nó cựa. Nhiều tép ngon quá, thế này làm nào nhỉ? Nó dính ở trong cái đống phân trâu này. Nó chịu khó nhặt ạ. Chịu khó nhặt. Thôi vậy. Trâu nó đầm. Ôi, con cá chê con. Chê con, vứt vào đấy. Chê đồng đấy. Thôi. Tốt đây. Ôi giời. Hay là bỏ. Bỏ thì để anh hót vứt hết ở dưới thùng. Bỏ nhá. Nhặt mấy con cá rô đồng đã. Ừ, nhặt đi. Hết rồi đấy. Còn đâu nữa đâu. Mấy con mương to nhặt đi để anh chút nó xuống dưới thùng này, không thì chết mất. Cùng thì cơn mưa cũng đã tới hẳn rồi, trời mưa rất chi là lớn. Mình đang định bỏ những chú cá này vứt xuống thùng để cho nó sống lại thì có chú ở trong xóm này ra ngoài này bảo thế thôi mày để cho chú nhặt những con cá này về chú cho mèo. Thế là may quá, thế là thôi mình không phải vứt lại xuống nữa và chú thì lại được ít cá cho mèo. Thế chú ngồi đây nhá, mưa rồi anh em cháu cũng về đây. Cái con cá này nó khỏe quá, nó nhảy ra từ lễ đến giờ. À, ở đây có cái gì không? Bây giờ quấn vào, quấn vào. Mưa mau quá. Đổ cá vào đấy á? Đại có ôm được không? Cứ ôm cả thau này này này, nó cũng không nặng lắm đâu. Thế thì để anh quấn lưới anh ôm một mình cho. Ôi, mưa ngựa chứ tự à, không phải có người đuổi. Có người đuổi, cứ tưởng là tự chạy về. Đây rồi. Uầy, cá rô nó nhảy ghê quá. Mình đã về tới nhà rồi. Hôm nay cứ tưởng là móm không được gì nhưng hóa ra lại được nhiều này. Được một con cá chép vuông. Mình gọi là cá chép vuông. Đây cái con ếch để mình thả vào đây đã. Con ếch để thả tạm vào trong cái bể của con cá chê này. Đấy, con ếch đồng. Mình cũng không định lấy đâu nhưng mà thôi, bắt được rồi thì cứ lấy. Đây con cá sộp này. Thế nước ở đấy không nào nó nhảy ra mất. Từ từ ạ. Đây con cá, ô con cá này chết mất rồi nhỉ. Thôi chết được con cá này, khả năng là mình để thịt này, được một con cá chép này. Đâu, con sống này, con sống này. Con này là con này gần giống gáy nhưng mà đây mình nghĩ là gần giống giếc nhưng mà mình nghĩ đấy là chép gì nhỉ? Mình gọi là cá ông công táo. Còn mấy con cá này mình định thả ao chết mất rồi. Sộp này, chê này, ngon là hai con chê này ngon này. Lúc nãy nhìn nó vàng lắm. Bây giờ nó đỡ vàng hơn rồi. Quay. Đấy. Rô ta vứt hết vào đây. Ui giời, đại thế con đỉa. Tôi đã bám cả hai đầu. Rồi, vứt rồi. Hết rồi. Khi mà anh cái thau ra ngoài này cái. Hết rồi. Không có sao anh phạt à nhặt cho. Đại đang bị đỉa cắn. Đây khiêng anh cái thau này ra ngoài này để anh thả những con cá này vào trong cái bả
mình sẽ thả mấy con cá này vào trong cái bể của cái con cá sộp mà vừa rồi mình thả đây. Đấy, đấy, cái con cá chép thì cứ để rộng tạm lên, sau lúc nào ăn đến xong mình nhỉ, mình bắt ăn sau. Còn những con cá này chết rồi đi. Cá sộp này, cá chê ta này. Úi, đây còn cá chê ta đâu nhỉ? Đâu còn cá chê ta nữa rồi. À đây, con cá chê ta này, ngon quá. À, có lấm rô này thì đây lại đại đổ cá đây đi, lại tước đổ cá đây, con nào chết anh bỏ. Trời mưa này mà làm một cái lồi cá lấu mẻ này, hoặc là làm một cái lồi cá gì nhỉ, lấu sốt cà chua ăn nóng cũng khá ngon đấy. Nhưng mà hôm nay mải đi đánh cá, mình cũng không để ý tới thời gian ấy, thành ra về tới nhà muộn quá rồi. Bây giờ đã vào hơn 4 giờ chiều rồi thì mình lại còn phải ghép video để đăng tối nữa, cho nên là mình không lấu được cá. Đây, những con cá mình thả trong kia là sau mai hoặc ngày kia là mình nấu sau. Đây, những con cá này bây giờ mình sẽ nhờ mẹ mổ đi nhé. Mổ đi sau mẹ có thể dán vào cho vào kho với lại gì nhỉ, kho với lại dưa. Cái này thì mẹ sẽ để cho chim ăn này. Còn cá này thì sau mình cho ai thì cho, bởi vì cá này nhà mình không ăn tới. Chó giờ mình không cho ăn cá nữa. Đấy, rồi, bây giờ mình sẽ nhặt lấy mấy con cá vứt cho con ếch nữa. Thời gian thì nó có hạn cho nên là không thể nào mà quay thêm một đoạn ẩm thực được. Con ếch trong này. Ếch này thì nó thích cá lắm. Đấy, ăn ngay. Đấy. Đói, đâu cũng không có cá cho ăn. Con bên này nữa. Con bên này ăn mạnh hơn. Con bên này ăn chậm chậm hơn. À đây nó có ăn nhưng mà nó chậm hơn. Rồi. À đấy, để cho mấy con chim cuốc ở trong này nữa nhỉ. Cho con mấy con cuốc này ít cá nữa. Cuốc 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 cuốc. Nghe thấy mình gọi nó chạy ra rồi đấy. Đây ăn đi. Đấy. Ra đây. Chích 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 chích.